lại rồi. Mình chào các bạn nha. Thì hồi nãy đi vòng vòng ra sau nhà, cái sông mấy sau nhà các bạn ạ. Mình thấy có một con hoàng lương. Mình sẽ quay con hoàng lương cho các bạn xem nha. Mình thấy có một con hoàng lương. Rồi mình về mình lấy cái cần ra các bạn ạ. Đây cái cần câu này. Cái cần hôm trước mình câu đây. Mình lấy cái cần ra để mình câu lương nha. Đây có một con hoàng chỗ đây các bạn ạ. Đây có một con hoàng lương dưới đây các bạn nghe. Và cái hoàng này thì nó ở đỉnh khô rồi. Và nó xuống dưới cái mé nước này. Là nó có một con hoàng dưới đây này. Lấy tâm rồi. Đó các bạn thấy cái hoàng không? Để cho các bạn xem. Đó cái hoàng nghe cái tâm đó nghe. Giờ mình sẽ mắc màu gì mình câu nghe các bạn nghe. Và mình câu bằng cái cặn đây. Cặn hôm trước là mình hôm trước mình câu đấy. Hôm trước mình câu bằng cái cặn cặn câu cá này. Bây giờ mình sẽ câu bằng cặn đây nghe. Để mình móc màu vô nha. Sẽ móc con trùng vô rồi mình cao cho các bạn xem nha. Cái hòn nước sông nó rút xuống đó. Cái hòn chính của nó thì nó khô lên trên luôn rồi. Còn cái ở dưới nó có một cái đường hòn. Để nó đi ăn tối đi ăn. Mình sẽ nhấp cái hòn đó nha. Cám cái cày lớn mình cám. Sẽ nhấp cái hòn này các bạn ơi. Mình nhấp để cho nó lên thôi. Chứ còn cái đây mình lậu ra thì nó sợ nó động. Có là nó lây nó đê liền đó các bạn ạ. Mình thấy nó trào nước rồi đấy. Đây nó cũng bị phỏng ánh sáng nha. Bị phỏng cái mặt nước thôi. Lâu lâu nè các bạn ạ. Lâu rồi nè. Wow, nó lâu rồi đấy các bạn ơi. Để cho nó nuốt sầu sầu tí nha. Chụp lâu liền thôi chứ. Lây nữa lượm liền này các bạn ạ. Để nó nút sao sao tiếng này. Quay nó gỉ xuống. Ôi nó trò bọt mình quay gần gần cho các bạn xem này nha. Ôi nó bị phản rồi. Rồi lụm. Lụm rồi các bạn ạ. Wow. Này còng rí cái cần luôn. Wow. Này các bạn ơi. Nó lầu xuống đi. Đâu. Lụm liền thôi chứ. Chê gì đâu nữa. Con này to nghe các bạn nghe. To đây. Nhổ nó không lành này. Nó cứng đơ luôn. Ui, nó riết quá các bạn ơi, riết quá. Trời, nó lâu ngọn cặn xuống luôn. Nó lâu ngọn cặn xuống luôn. Kinh luôn. Uầy, giận giỡn nha. Trời, nó lâu. Các bạn ơi, nó lâu luôn ngọn cặn mình xuống luôn các bạn ơi.
Con này keng nghe, to đấy các bạn ơi. Đây, con này xì bò, trào bùng lên chưa. Đi, giận, giận, giận. Giận nghe. Đó, không lành nấu các bạn ơi. Để mình thao cái máy lên chút. Riết cái ngọn cần mình luôn vô xuống xuống luôn cái hòn rồi các bạn ơi, đợi xuống luôn cái hòn đây, đầu lưng với nó luôn á. Càng nghe, con này càng nghe các bạn nghe. Rồi anh xem nè, cần nó cam như cái cung luôn rồi. Mình riết lên là nó riết xuống lại thôi. Nó mà nó mát sao cho nó mà nó mát cọn cọn ở trên là không chơi được luôn. Nó mát cọn ở trên là nó dễ xúc lắm các bạn ạ. À. Nhổ cho nó lại nè. Trời, mỏi tay luôn như nó luôn nè. Một tay mình quay, một tay mình quay, một tay mình cầm ở cần nó mỏi luôn. Không chịu lên. Nhổ mà nó không chịu lên luôn các bạn ơi. Riết ép với gãy là cái cặn nữa là có xong luôn. Đã, nó riết xuống lại. Phải nó lâu ngon cặn xuống lại rồi. Đây là mỗi cái tay. Con này càng nghe các bạn nghe, càng chứ không phải giỡn đâu. Sẽ lâu tháng nữa nó lành nè. Thật sự lâu không lành nữa các bạn ạ. Lâu nó không thấy lành luôn nè. Nó mát cứng luôn như đây rồi. Mình thả thì nó riết lại. Đây. Nó lâu ngọn cần chứ không biết rồi. Nó bị trượt. Nó bị trượt cái chân mình các bạn ơi. À. Mình đứng nè. Dốc nó xòi vô đây nó trượt nè. Chắc mình phải lậu xuống một tí rồi thì mình có cái thế này dễ lâu nha. Mình sẽ cắm cái máy này phải dùng tay để mình lâu lên nữa các bạn ạ. À. Không dùng tay lâu là không cách nào lên luôn. Lấy cái tầm cho nó sáng nha. Này lấy tầm nó khó sáng quá các bạn. Mình phải phụ nó một tí thôi chứ. Lấy này các bạn ơi. Lấy này. Rồi, lên nè các bạn ạ. À. Trời, nó nhổn lại rồi. Nó lâu không lại rồi. Mình đưa lên, nó lâu không lại các bạn. Rồi, to nghe các bạn nghe.
to nè. Ui, cá bằng khè luôn các bạn ơi. Đây. Ui, đau lưng với nó luôn các bạn ơi. Ủa, đau lưng với lưng này luôn á. Đó, lưng to nghe các bạn nghe. To chứ phải nhỏ đâu. Ui, đã quá đã con ơi. Kéo mấy con này rồi thôi. Phê luôn. Câu bạn cái cần tiếp tục nha. Rất là phê luôn các bạn. Câu mấy câu bạn cái cần câu như vậy là phê luôn. À, nó bị nhồi quá. Kiếm cái điểm tâm cho nó sáng nha, mình quay nha. Đây các bạn ạ. Đây. Đặt cái máy xuống nè. Bạn thấy không? Rồi con này có hai lạng các bạn ạ. Đây. Con này có hai lạng ạ. À, đây. Tuyệt vời. Lương cỡ này là câu đá luôn các bạn ạ. À. Để mình quay lại quay ngược lại cho các bạn xem nha. Rồi, đây các bạn ơi. Mà thấy đá không? Câu lương bạn cái cần câu cá là rất là tuyệt vời luôn. Cần lương nó to nha. Cả hai lạng á, lâu con này can luôn nha. Lâu mà lên đuối luôn chứ phải giỡn đâu mà. Bạn xem nè, xa xa tí cho các bạn xem nha. Đây. Câu lương bạn cần câu cá này. Bạn thấy đã không? Lương to lắm nghe các bạn nha. Đấy vậy cho nó rất là to luôn á nha. Con này cỡ tầm 2 lạng các bạn à. Rồi riết cái cần mình như cái cung luôn. Ôi nó đã gì đâu luôn các bạn à. Con này lâu đã nha. Này ăn rất là sâu luôn các bạn ơi. Này ăn sâu lắm. Này rất là sâu luôn. Nuốt vài thâu chứ làm sao mà rớt ra được. Các bạn thấy đã không? 2 lạng. Rồi. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu xem video của mình thấy cách câu lương của mình hay và thú vị thì nhớ ủng hộ kênh nha. Cho mình một like, một đăng ký ủng hộ kênh nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi. Đây. Rít mâu luôn các bạn à. Không còn gì bàn luôn à. Rồi, xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn có video lần sau nha. Lần sau mình sẽ đi câu lương bằng các cần câu cá tiếp nha. Mình thấy anh em và các bạn xem rất là ủng hộ. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn các bạn ở các video lần sau nha.